Tuy nhiên chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Bác xem video đừng quên ủng hộ em xin nút like, một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Lưu cho em là hóa đơn trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra đây giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay của anh nhá. Sản phẩm đầu tiên trong cái video hôm nay thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đèn độ đầu cảm biến nhá. Đấy, báo giá với các bác luôn. Giá sản phẩm hiện tại đang bán sẽ là 140.000 một cây nhá, 140.000 một cây. Con đèn độ đầu cảm biến dùng rất là tiện đấy. Đèn độ đầu cảm biến nó có chức năng cảm biến rất là hay nhá. Đấy, giá sẽ là 140k cho một chiếc đèn độ đầu cảm biến như này. Dòng sản phẩm đèn độ đầu, dây độ đầu rất là êm. Đó. Và nó là dòng đèn sạc tích điện nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc lại dùng. Đấy, các bác đi lại có cái đèn độ đầu rất là tiện, đỡ phải cầm tay, mình độ đầu luôn các bác nhá. Đây. Dây đeo co giãn 4 chiều này, đeo rất là ôm đầu này. Đấy, còn đây phần đèn. Phần đầu đèn thiết kế thân dạng thân nhôm nhá, nên yên tâm khi mà sử dụng là các bác như là không lo nóng đèn hay nào cả, nó tản nhiệt rất là tốt. Đó. Còn pha đèn cực kỳ sáng và con này rất là hay là nó có chế độ là chỉnh pha. Này, các bác đợi chút để em tăng cái độ sáng lên nhá. Đây em sẽ bật cho bác xem test về độ sáng của đèn này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, đấy 3 chế độ sáng nhá, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy có cả chế độ cảnh báo SOS luôn. Và ngoài ra thì nó có cái chức năng cảm biến. Bật thì các bác bật ở đây, còn cảm biến thì các bác ấn những nút wifi này. Đấy, sau đó là đây, khi nào cảm biến này, các bác nhìn này, vẫy tay cái này, đèn sẽ tắt nhá, vẫy tay cái đèn mở này. Tắt này, mở này, tắt này, mở này, tắt này. Đấy, chỉ bằng thao tác là các bác vẫy tay cho em. Và khi mà các bác dùng đèn thì con này nó sẽ báo luôn cái phần trăm pin ở đây. Đấy, còn nhiều hay còn ít nó sẽ báo luôn để các bác chủ động là các bác biết lối là mình sạc pin cho đèn nhá. Và đây, bên này nó là cái cổng sạc. Đấy, con này rất là hay là nó sẽ có một cái cổng là một cái cổng sạc ra và một cái cổng sạc vào. Sạc ra tức là khi nào mà điện thoại hoặc là thiết bị các bác hết pin thì các bác có thể là cắm vào đây. Là cái coi như cái đèn này nó là một cái sạc dự phòng để các bác cắm sạc cho điện thoại hoặc những cái thiết bị nó sử dụng cái nguồn điện DC 5V này. Và cổng sạc vào thì là các bác cắm sạc bình thường ở đây. Các bác chỉ việc cắm một cái cổng nhỏ này. Đấy, nó bên cạnh nó có một cái cổng nhỏ này, chân nhỏ này để các bác cắm sạc pin cho đèn nhá. Đấy, cắm sạc pin cho đèn. Đấy, các bác sử dụng để độ đầu rất là tiện. Đấy, hoặc là mình có thể cầm tay. Đấy, độ đầu thì các bác có thể là thao tác trong công việc nó dễ dàng hơn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện, nhỏ gọn tiện lợi nhá. Và đây, nó còn rất hay nữa là cái chỉnh pha. Đấy, nó có thể là chỉnh pha nhỏ vào này. Chỉnh pha to ra này. Đấy, chỉnh pha to ra. Đấy, thấy không? Bằng thao tác là bác xoáy cho em cái vòng này. Đấy, xoáy cái vòng này nhá. Thì các bác có thể là điều chỉnh pha nó cụm vào hoặc là pha nó to ra. Đấy, tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Rồi, đấy là toàn bộ về cái chức năng cũng như là công dụng của chiếc đèn này. Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là đèn độ đầu cảm biến này. Đèn độ đầu cảm biến cực kỳ sáng nhá. Đấy, các nhìn này, ánh sáng trắng luôn này. Đấy, ánh sáng trắng luôn. Giá của nó hiện tại đang rất là tốt, chỉ có là đi 140k nhá, 140k cho một chiếc đèn độ đầu cảm biến nhá, 140.000 chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về mã hàng đó là máy tăng đơ. Đấy, tăng đơ để các bác cắt tóc cắt tai thứ ok này. Đấy, lên mã em sẽ là tăng đơ nhá. Sản phẩm này thì bán cũng rất là chạy, các bác mua về để tự cắt tóc hoặc là cắt cho các ví dụ như là cắt cho người già hoặc là trẻ em. Đấy, không thể đi cắt được mà hay tự cắt ở nhà thì con này rất ok đấy nhá. Sản phẩm thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có cả cữ này, có cả bộ cữ 4 cá này, rồi là có cả pin và có cả sạc, và đây là thân tăng đơ. Cái sản phẩm này thì ưu điểm của nó là dòng tăng đơ pin rời, nên là ví dụ là khi mà các bác có thể mua thêm pin hoặc là mình có thể là thay thế pin, ví dụ pin nó hỏng mình vẫn có thể thay thế pin một cách dễ dàng. Thì nếu có nhu cầu mua thêm pin 18650 như này thì bên em hiện tại đang bán giá sẽ là 30k một viên nhá. Đấy, thì các bác có thể mua thêm pin về để mình dự phòng, còn thì đi kèm nó vẫn có pin rồi. Thì khi mà hết pin thì các bác lại cho vào đây các bác sạc này. Đấy, cho đây các bác sạc và các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại, cái nguồn điện DC 5V này các bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại này mình là các bác sạc pin cho đèn, sạc pin cho cái pin pin này, và khi nào mà đầy pin thì các bác lại tháo cái nắp này cho em. Đấy, sau đó là các bác lắp pin vào và các bác lắp vào. Đấy, sau đó là các bác bật máy nhá, bật máy thì các bác bật ở đây. Đấy, bật máy đấy là bắt đầu là tung đô chạy rồi nhá. Đây các nhá, khi mà các bác sử dụng các bác chỉ bật cái nút ở đi lên cho em này. Đấy, bắt đầu tăng đơ chạy này. Máy chạy rất êm mà nó cực kỳ khỏe nhá, cắt ngọt lắm, cắt cứ nói chung là các bác cứ rũ cho em thì thoải mái luôn. Đấy. Rũ cực kỳ sạch mà nó đi nó rất là nhanh. Đó, nói chung là sản phẩm dùng ok nhá. Lên mã sẽ là cái bộ tăng đơ này. Đấy, bộ tăng đơ hình rồng vàng quá đẹp luôn này. Đấy. Giá hiện tại bên em đang bán một cái bộ tăng đơ sẽ là đi 130k nhá.
bộ sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm, pin rồi là sạc rồi là cữ kiếc qua. À, tăng đơ, đấy mẹ sẽ là tăng đơ này, tăng đơ dòng vàng nhá. Giá một chiếc tăng đơ sẽ là 130k một chiếc nhá, 130k một chiếc. Về các bác tự cắt tóc này, hoặc các bác cắt cho người già, cắt cho trẻ em ok luôn. Đấy, đặc biệt là trong mùa hè, tôi đang cần phải những cái tăng đơ để các bác cắt tóc liên tục mà. Đấy, 130.000 một cái bộ sản phẩm đầy đủ nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm pin 18650 này, con này nó dùng pin 18650 nào. Đấy, nếu các bác muốn mua thêm cái viên pin để về các bác dự phòng thì cho em xin thêm 30.000 nữa. Đấy, thì các bác sở hữu luôn em là một viên pin dự phòng nữa. Còn không thì các bác mua kèm đầy đủ thì nó sẽ có pin rồi. Thì mình về thì hết pin mình sạc mình cắt thôi. Còn nếu mà muốn mua thêm pin dự phòng thì là 30.000 một viên cũng nhá. Đấy, toàn bộ về cái bộ sản phẩm tăng đơ nhá. Đây em sẽ cho bác xem cái video thực tế về cái sản phẩm này. Đấy, các bác cùng xem thực tế về video này. Đấy, nó cắt rất là ngọt các nhá. Đấy, đây không? Cắt được cả dâu luôn này. Dâu đi ngọt cực kỳ luôn này. Đấy, thấy không? Đấy, thấy không? Bấm này. Đấy, rồi là rũi này. Đó, thấy không? Sạch sẽ ngon lành luôn nhá. Cắt tóc cho người già, cho chị em, cho người lớn, cắt đa năng luôn, rũi chọc đi ok luôn này. Đấy, còn cần thiết thì các bác có thể lắp cữ và để các bác cắt nó sẽ dễ cắt hơn nhá. Đấy, sản phẩm thực tế đây, cắt rất ok nhá. Đấy, test thực tế sản phẩm luôn đấy, quá ngọt ngào luôn. Đó, thấy không? Rồi, lên nãy em sẽ là sản phẩm là tăng đơ dòng vàng, giá sẽ là 130k một bộ, bao gồm cả pin cả sạc để về các bác sử dụng luôn, không cần phải mua thêm pin gì cả các bác nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm pin dự phòng thì giá sẽ là 30k một viên nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái giá đỡ điện thoại này. Đấy, chân đế kim loại nhá. Con này thì từ nhỏ bán rất là nhiều mà nó dùng nó hay và sử dụng đa năng. Đây, một con giá đỡ điện thoại chân kim loại. Thường thường thì thị trường đang bán những cái giá đỡ bằng nhựa, nó rất là nhẹ nhá. Nhưng dòng này nó là dòng chân kim loại nên là nó rất là đầm ạ. Đấy, rất là đầm và sử dụng rất ok luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng điện thoại các bác để lên cho em thì rất ok. Đây thì về các bác mở hai cái này ra. Sau đó các bác để điện thoại lên. Con này thì các bác có thể để những cái con điện thoại nhỏ từ nhỏ đến to, rồi là thậm chí để những con iPad rất là to. Đấy, máy tính bảng iPad để em thoải mái nhá, chịu lực rất là tốt. Và có thể là cho thấp xuống này, kéo dài lên này, rất ok. Đấy, rất là tiện lợi mà dễ dàng sử dụng nhá. Quay 360 độ cho em luôn, rất ok nhá. Đấy. Đây, con này một cái dạng hay nữa là khi mà các bác sử dụng này, ví dụ các bác có để điện thoại ở đây nhá, mà các bác muốn cắm sạc thì ở đây nó có một cái khe này. Đấy, để thuận tiện cho việc là các bác cắm sạc đây nhá. Đấy, các bác vẫn có thể cắm được sạc khi mà sử dụng điện thoại nhá. Các bác có thể để ngang điện thoại ra để dọc lại và quay 360 độ rất là tiện. Chân đế kim loại thì không lo nó đổ hay như nào cả các nhá. Dùng ok luôn. Đấy, thấy không? Chân đế kim loại có cả cái núm cao su chống trượt cho em luôn. À, lên mã em sẽ là sản phẩm là giá đỡ điện thoại này. Báo giá bác luôn. Giá sẽ là 50k nhá. 50k. Giá đỡ điện thoại nhá. 50k một chiếc các nhá. Sản phẩm túi thể thao để về các bác mua về các bác hay đi chơi thể thao, đi tập thể dục này, các bác mua cái này rất là tiện này. Thì khi mà dùng thì các bác chỉ việc là đeo qua bụng này, đeo qua bụng thì nó có phần dây thun này, co giãn 4 chiều nó sẽ ôm ở cái phần bụng của bác nhé. Các bác có thể để điện thoại này, để giấy tờ, để tiền nong vào trong này. Đấy mà không lo nó bị rơi hay là nó bất tiện trong việc các bác chạy bộ hoặc là các bác chơi thể thao. Đấy, ví dụ các bác chạy bộ các bác cầm những điện thoại chai nước à, thì nó rất là vướng khi mà mình chạy nhá, nó không thoải mái. Nhưng con này là đây, trong này các bác để tiền để nong, để điện thoại đây này. Còn bên hông này các bác có thể dắt cho em một chai nước đây luôn, dắt một cái chai nước Lavi, chai nước dạng chai 500ml. Đấy, các bác dắt đây cho em này. Đấy, rồi là bên này các bác để những ngăn phụ như là chìa khóa kia vào đây cho em, rất ok. Đấy, và khi mà sử dụng các bác chỉ việc tháo ra. Đấy, sau đó là các bác đeo vào hông, thế là xong, dùng rất ok nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là túi thể thao. Đấy, túi thể thao này để chia bác chơi, cho các bác tập thể dục thể thao, cho các bác chuyên dân thể thao nhé. Đấy, sử dụng rất ok, chạy bộ để biết ok quá luôn. Túi thể thao này báo giá bác luôn, giá sẽ là đi 30k nhá, 30.000 cho một chiếc túi thể thao này. Đấy, 30.000 một bộ gói, 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc, dùng rất hay đấy. Đó, tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái tay nắm cửa này. Cái tay nắm cửa thì tại bên em đang bán giá sẽ là 15k nhá, 15k. Lên lại sẽ là tay nắm cửa 15k một chiếc nhá. Về các bác nào mà hay có hay dùng cái tay nắm chữ L là các bác lắp vào là dùng ok. Đây, nó là dạng tay nắm chữ L. Các bác lắp vào để bảo vệ cái khóa của bác khi ví dụ như là chẳng may mình đẩy cửa mạnh nó đập vào tường, hỏng khóa, hỏng tường thì con này nó sẽ khi mà lắp vào nó là dạng silicon rất là êm và nó có chẳng may nó có đập vào tường thứ gì thì nó cũng đỡ ảnh hưởng đến khóa và đỡ ảnh hưởng đến tường nhá. Đấy, hoặc là chẳng may mình có đi mình va chạm vào thì nó đỡ ảnh hưởng đến con người. Đấy, nói chung là bảo vệ
cái tay nắm cửa rồi bảo vệ chính bản thân con người các bác nhá. Lên mã em sẽ sản phẩm là tay nắm cửa hình chữ L này. Đấy, dạng silicone co giãn, tay nắm cửa là vừa hết luôn đấy. Nói chung là tay nắm cửa phổ thông là ok. Giá một chiếc tay nắm cửa này sẽ là đi 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc tay nắm cửa nhá, 15k một chiếc. Bộ bản lề nam châm hàng bên shop tiếp tục về để phụ bác này. Lên mã em sẽ là bản lề nam châm nhá. Cái bản lề nam châm này rất là hay. Là về là ví dụ các bác có những cái cánh cửa tủ mà bây giờ mà đóng vào nó cứ hạng là hay trôi ra thì các bác mua này về chưa? Nó là dạng cái dạng bản lề. Thì ở đây đi kèm là có một cái bộ miếng dán và ốc vít này thì về các bác có thể dán hoặc là bắt vít đều được. Đấy, còn đây em giới thiệu chính này, đây là cái bản lề. Đấy thì các bác lắp ở hai bên cửa, ví dụ như là cửa tủ các bác lắp ở bên một bên cố định là bên bên chẳng hạn là bên này hít này, bên này nó bên này là nam châm, bên này là cái miếng sắt bình thường nó hít vào này. Đấy, thấy không? Để vào cái tự động hít luôn nhá. Đấy, thì khi mà các bác lắp vào cửa, các bác đẩy vào cái tự động nó sẽ hít cửa luôn, nó giữ cửa lại, nó không để cửa nó bị trôi ra nhá. Đấy, hít rất là mạnh luôn này. Đó, thấy không? Đầy đủ các phụ kiện, ốc vít rồi miếng dán đi kia. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái bộ bản lề nam châm. Giá hiện tại bên em đang bán sẽ là bán theo combo 3 bộ nhá. Đấy, combo 3 bộ. Giá sẽ là đi 45.000 nhá. Bộ bản lề nam châm nhá, bán theo combo 3 bộ này. Combo 3 bộ. Đây, bên em bán được combo 3 bộ nha. Giá sẽ là 45k. Giá này thì đang rất là tốt rồi. Đấy, các bác mua một bộ thì nó khó bán thì thôi, em bán combo cả 3 bộ luôn. 3 bộ bản lề 500 nhá. 3 bộ bản lề. Giá sẽ là 45k nhá. Đấy, 45k combo 3 bộ bản lề, 45k 3 bộ coi nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy thì về ví dụ các bác có những cái cánh cửa tủ này, đấy các bác lắp vào. Đẩy vào cái là tự động nó sẽ hít vào. Đó, thấy không? Đóng cửa luôn này. Sập vào luôn. Nó không bị trôi hoặc là nó không bị mở ra nhá. Nó sẽ hít chặt vào. Trừ khi là các bác lấy tay các bác kéo ra thì mới ra thôi. Còn không nó sẽ tự động hít vào. Rất hay nhá, mà nó dễ dàng lắp đặt. Nó có hai loại là một cách là các bác dính, một cách là các bác có thể bắt vít tùy nhu cầu. Mình thấy phù hợp cách nào thì mình cách đấy nhá. Còn phụ kiện thì bên em sẽ gửi cho bác đầy đủ. Bán được combo 3 bộ là 45.000 nhá. Đấy, combo 3 bộ bản lề. Giá sẽ là 45k 3 bộ nhá. Nắp cống đồng chắn mùi bên shop tiếp tục về này. Lên mã em sẽ là nắp cống đồng. Con này thì thiết kế rất là hay, dạng đồng nguyên khối và nó thiết kế một cái lập là này. Khi mà các bác xả nước thì nước nó sẽ đẩy nó bình thường. Đấy, còn khi bình thường nó sẽ chặn lại. Đấy, không bị mùi hoặc là mùi nó bốc lên hoặc là côn trùng nó bên dưới cống nó chui lên nhá. Đấy, và thiết kế cực kỳ là chắc chắn. Con này thì nói chung là bền. Dòng đồng đúc này yên tâm là độ bền rồi. Không lo gì sét này là vấn đề gì cả. Bị ăn mòn ấy nhỉ. Này dùng thoải mái đây, có nhìn cái lập là này. Đấy, để bình thường nó sẽ bị ngậm vào, còn không là nó sẽ nước xuống thì nó vẫn xuống bình thường, còn không để nó sẽ ngậm vào rất là kín. Đấy, không bị mùi nó bốc lên hay như nào có nhá. Lên mã sẽ sản phẩm là nắp cống đồng. Cái đường kính của nó thì đường kính mặt trên này, mặt to này sẽ là 4 cm và đường kính mặt dưới này là 3 cm nhá. Đấy thì về các bác đo xem cái cống nhà mình xem đường kính bao nhiêu để các bác lắp xem nó vừa không nhá. Tránh chạm hàng đến nơi các bác bảo không vừa cống, cống to quá và cống nhỏ quá rất là khó. Thì cái mặt trên này là mặt to này. Mặt to này sẽ là 4 cm này, mặt trên to là 4 cm và mặt dưới là 3 cm. Nói chung là các bác chỉ cần đo cái mặt trên thôi, xem nó có chuẩn không. Đấy là chuẩn 4 cm là nó sẽ vào vừa, còn ví dụ như nhỏ hơn là không vừa và to là không vừa. Chuẩn đét là bữa trước em đo là 4 cm nhá. Đường kính mặt to trên là 4 cm vì cái mặt này nó là tiếp xúc với phần cống nhá. Chứ còn mặt dưới mà nó đã vừa rồi thì cái mặt dưới là không quan trọng. Đấy, vào cái là vào ngay thôi. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái nắp cống đồng nhá. Hiện tại bên em đang bán một cái chiếc nắp cống đồng này sẽ là đi 50k nhá, 50k. Lên mã em sẽ là nắp cống đồng này. Giá sẽ là 50.000 một chiếc. Chống ngăn mùi rồi là chống côn trùng nó chui lên rồi là ngăn mùi nó bốc lên nhá. Rất là hiệu quả luôn đấy, dùng rất là hay. Bóng đèn LED 4 cánh bên shop tiếp tục về để phụ bác nhá. Lên mã em sẽ là bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy, đèn 4 cánh. Đèn 4 cánh này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 90k một quả nhá. 90.000 một cái quả bóng đèn 4 cánh như này, dùng rất là hay. Nó sẽ có là 4 cánh và cả một cái trụm giữa này. Đấy, sáng cực kỳ luôn đấy, dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện. Con này thì về phần thông số công suất thì sẽ là 100W và sử dụng điện 220. Hàng mới sản xuất 2023 luôn này. Đấy, cái nhiệt độ màu của nó sẽ là 6500K, tức là ánh sáng sẽ là ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng. Đuôi xoáy thì về các bác lắp vào những cái đuôi phổ thông nhà mình ok. Với một mức giá 90k này các bác nên mua cho em một cái quả này về. Đấy, các bác có thể là thắp sáng trong nhà, ngoài sân, ngoài ngõ ok cho em luôn. Đấy, nói chung là sử dụng gia đình cho em dòng 4 cánh này thì rất là hợp lý mà nó vừa. Đấy, không sáng quá mà không tối quá. Mà cái công suất nó phù hợp với lại giá tiền cũng như là gia đình nhà mình.
Đấy, lên mã em sẽ là sản phẩm là đèn 4 cánh. Giá một quả này sẽ là 90k nhá. Sử dụng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện nhá. Đấy, dùng rất ok luôn. Nói chung là bền gọi, bền lắm. Thì em cũng đang dùng những cái đèn này để em quay cho bác xem mà. Đấy, nên là yên tâm về chất lượng, dùng cảm thấy là rất là ok, cầm một con đèn rất là nặng và chắc nhá. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn điều khiển. Báo giá bác luôn, giá hiện tại một bộ này sẽ là đi 80.000 này, 80k. Đấy, đuôi đèn điều khiển nhá, đuôi đèn điều khiển. Giá sẽ 80k, con này dùng rất là hay là các bác có thể là lắp cái đuôi này vào và các bác có thể điều khiển bóng của bác sáng từ xa. Đấy, các bác không cần phải lại gần, các bác bấm công tắc, con này các bác cứ lấy điều khiển các bác bấm thôi là xong. Thì đây, bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một đuôi đi kèm là một cái tay điều khiển như này. Đấy. À, sản phẩm này thì cũng có cả hiện giờ tích hợp luôn ở trên điều khiển. Ví dụ là các bác hiện giờ là 15 phút bật này. Đấy, hết 15 phút là đèn sẽ tự động tắt này. 30 phút này, 60 phút này. Và cái này là chế độ bật tắt bình thường. Thì khi mà về dùng thì các bác mở cái phần lắp sau ra, lắp cho em hai viên pin vào. Đấy, lắp hai viên pin vào nhá. Sau đó là các bác bắt đầu là các bác sử dụng một cái điều khiển này. Đây, lắp hai viên pin vào đây. Đấy, sau đó các bác điều khiển. Còn cái phần này thì về các bác lắp vào cái đuôi bóng cũ nhà mình, sau đó là cái đuôi này các bác lại lắp cho em bóng vào đây là xong. Đấy, các bác chỉ việc bấm này. Đấy, bấm cái là đèn nó tự động nó sáng, bấm cái đèn là tự động tắt nhá, và có chức năng hiện giờ luôn, rất là thông minh nhá. Mã sẽ là đuôi đèn điều khiển nhá, mã sẽ là đuôi đèn điều khiển. Giá sẽ là 80k một cái bộ đuôi đèn điều khiển nha. Sản phẩm đi thực tế thì em cũng đang dùng đấy nhá. Đấy, em thì em nhà không cầm thì em lắp lên đây cho tiện luôn, chứ nhà không cầm thường thì các bác có thể là cầm đấy để các bác điều khiển đi. Đây, bấm cho bác xem nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, rất là nhạy luôn nhá. Đây, bật này, tắt này, bật này, tắt này. Cái này em đang dùng cái quả bóng đèn 8 cánh em nhá. Đấy, con này chịu tải thoải mái, 200-300W thoải mái cho em luôn đấy. Đấy, bật này, tắt này, rất ok nhá. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Ngoài ra thì các bác có thể hiện giờ vào đây. Cái này em đang treo cố định lên cái cột này, còn không thì các bác có thể được cầm các bác bấm được. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái đôi ủng đi mưa. Lên mã sẽ là ủng đi mưa này. Đây, sản phẩm đi thực tế trên hình nó sẽ như này. Thì khi bác ví dụ các bác đi trời mưa trời gió này, các bác đi chợ đi chơi đấy, phải đi ngoài trời mưa đó, rất là khó chịu, các bác đi rất là ướt át trên tay, các bác mua cho em cái đôi này về. Đấy, mình xỏ luôn cái chân này mình vào. Đấy, đi chợ đi búa đi ngoài trời mưa cho em thoải mái, lội nước cho em thoải mái luôn nhá. Sản phẩm này thì dòng nhựa PVC cao cấp rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, hàng có cả cúc cài này rồi là khóa này. Đấy, khóa kéo đầy đủ ngon lành luôn nhá. Đấy, rất ok. Lên mã em sẽ là sản phẩm là ủng đi mưa. Ủng đi mưa này, đế thì có phần chống ẩm trượt nhá. Đế có phần chống ẩm trượt em yên tâm và sử dụng. Giá thì một cái đồ ủng đi mưa này sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một đô. Lên mã em sẽ là ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa này. Ủng đi mưa, giá sẽ là đi 90k cho một cái đồ ủng đi mưa này nhá. 90.000 một đô. Dùng rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm ủng đi mưa này. Đây các bác cùng xem thực tế này. Đây. Đó, thấy không? Đấy, các bác có thể là dầm nước nôi các thứ này thoải mái. Và các bác đeo vào rất là tiện, đeo vào rất là dễ. Đấy, bảo vệ cái đôi giày bác nhá, sạch sẽ ngon lành luôn. Đó, thấy không? Khô ráo ngon lành luôn nhá. Đấy, nước nôi thoải mái cho em luôn. Đấy, nói chung các bác nên mua cho em một đôi này về. Nhiều khi mình đi trời mưa gió này, mà đợt này đôi khi là mưa nó rất là bất chợt, rất là hay nhá. Rồi, lên mãi em sẽ là ủng đi mưa. Giá một bộ này sẽ là đi 90k một đôi nhá, 90k một đôi. Đấy, 90.000 một đôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọc rác thông minh, lọc rác bồn rửa bát này. Báo giá bác luôn 20.000 một chiếc nhá. Đấy, ví dụ như là những cái bồn rửa bát này mình hiện tại đang hỏng cái này thì bác có thể mua về thay, hoặc là cái lọc rác nhà bác mà nó chảy chậm thì các bác mua về các bác thay nhá. Con này thì thoát nước rất là nhanh và nó dùng rất là thông minh. Dạng lưới inox 34 này dùng yên tâm là không lo nó bị dỉ xét hay vấn đề cả, dùng rất là bền bỉ và ngon lành nhá. Đây, thiết kế cực kỳ thông minh, các bác có thể cầm cái này lên, có nhân lên. Đấy, sau đó các bác đổ rác ra, thoát nước rất là nhanh nhá. Đấy, giá sẽ là 20k nhá, 20.000 cho một chiếc lọc rác thông minh như này. Đây, các bác cùng xem thực tế video này. Đây, đó, sản phẩm thực tế nhá, dùng rất ok luôn đấy. Đấy, bình thường này những cái lọc rác bình thường các bác này dùng rất là khó chịu này. Đấy, nhưng con này lắp vào cái này, nước thoát rất nhanh luôn. Đấy, mà rất là dễ dùng, ok luôn nhá. Đấy, nói chung là một cái phát minh vĩ đại của con người cũng nhá. Lọc rác thông minh, giá sẽ là 20k một chiếc nhá, 20.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, bọ cạp rồi là rắn này. Con này thì chuyên trị bác nào đau nhức xương khớp, đau mỏi người các thứ này, các bác mua về bôi cho em nhá. Một típ này là 20g, đó là dạng thuốc bôi thuốc kem. Đấy, thì các bác cứ bôi những chỗ nào các bác đau đớn cho em. Rất ok luôn đấy.
thuốc bôi bọ cạp, giá một cái hộp thuốc bôi bọ cạp này là 30k nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp trị đau nhức xương khớp người ngậm 30.000 cho một cái hộp thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, lên mã em sẽ là thuốc bôi bọ cạp 30.000 hộp con nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái máy trà bếp này. Con này thì các bác có thể vệ sinh trà bếp, trà biếc các thứ rất ok. Lên mã em sẽ là máy trà bếp. Trà bếp này hiện tại em đang bán giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100.000 một chiếc máy trà bếp nha. Sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm đây, em sẽ cho bác xem này. Thực tế sản phẩm nhá, rất là nguyên hộp này. Đấy, đầy đủ các phụ kiện đầu trà nhá, đầu trà các thứ này. Rồi là cả cọng dây sạc, cáp sạc này đây. Con này bật máy này. Đấy, bật máy là máy chạy này. Đấy, máy chạy rất là khỏe nhá, máy chạy cực kỳ khỏe này. Đấy, bật tắt máy đây. Bật tắt máy đây coi nhá. Đấy, về đây các bác trà rửa vệ sinh xong nồi bồn rửa rồi là khu vực bếp ga bên viếc như chỗ nào bẩn được các bác. Cứ dí vào các bác trà cái đầu cước này. Đấy, đầu cước này. Ngoài ra các bác có thể thay sang đầu khác thì đây. Đầu khác thì nó là một cái đầu xốp, cái đầu này thường thường là cái đầu này để các bác hay ví dụ các bác trà những chỗ nào các bác cần đánh bóng, các bác trà cái đầu xốp này cho em này. Đấy, ví dụ như là cho tí cái đồ đánh bóng mà các bác dùng để đánh bóng giày các thứ này. Đấy, rất hay nha, rồi những cái đồ nhựa bóng rồi. Đấy, lấy lại cái độ bóng của đồ coi nhá. Và dòng này là dòng sạc pin tích điện nhá, hết pin thì các bác lại tháo nắp này ra, tháo treo cái nắp dưới này ra, sau đó là các bác cắm sạc vào đây. Đấy, cắm sạc vào đây, đây đi kèm sẽ có là một cái cọng dây cáp nha, thì bác cắm chung với cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy là các bác sạc pin cho máy thì ra sao đó, rất là dễ dàng sử dụng và dùng rất là dễ, và thao tác thay đầu nó cũng rất là dễ, chỉ việc là rút đầu cũ ra cắm đầu khác là xong. Đấy, bật máy này, máy chạy này. Đấy, máy chạy rất êm và rất là khỏe nhá. Rồi lên mã em sẽ sản phẩm là máy trà bếp vệ sinh cọ rửa bếp nhà bếp hoặc là rất là nhiều thứ khác nhau. Giá hiện tại bên em đang bán một cái con máy trà bếp này sẽ là đi 100k nhá, 100k cho con máy trà bếp này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây đèn dầu chạy pin nhá. Lên mã em sẽ là đèn dầu. Đấy, đèn dầu này thì hiện tại bên em đang bán là 40.000 một chiếc nhá, 40k một chiếc. Về để các bác làm có thể làm đèn thờ hoặc là sử dụng nói chung là sử dụng trong các công việc thờ cúng các thứ là rất là hay nhá. Nó là dòng đèn dầu chạy pin. Đấy thì đây, về các bác tháo cái nắp phần nắp đi ra, lắp cho em hai viên pin tiểu vào. Đấy, hai viên cái thỏ vào các bác lắp vào là đèn nó sẽ sáng thôi nhá. Đấy. Và khi mà sử dụng thì nó sẽ có công tắc bật tắt để các bác có thể bật lên và tắt đi. Lúc nào dùng bật lên không dùng tắt đi. Đấy, rất ok. Lên mã sẽ là sản phẩm là đèn dầu. Đèn dầu chạy pin. Giá hiện tại bên em đang bán một chiếc đèn dầu này sẽ là 40k nhá. Đèn dầu này hiện tại bên em đang bán là không có kim điện, không kèm pin nhá, chỉ có nguyên đèn không thôi, là 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đèn dầu chạy pin như này, rất là hay. Đó, ngoài ra thì bên em có bán kèm luôn đấy bác thêm, đó là cái bộ sạc pin tiểu này, thì các bác có thể mua thêm cái bộ này về để các bác sạc, sau đó là các bác lắp vào đèn. Thì đây là cái bộ pin sạc nhá, thì nó là dòng pin sạc. Hết pin thì các bác lại sạc và các bác lại dùng, nó như kiểu là pin điện thoại hoặc là pin 18650 ấy. Hết pin thì các bác lại sạc lại dùng. Cái này là cái bộ sạc pin tiểu đi kèm là 4 viên pin và một cái sạc như này. Đây một cái đốc nha. Thì các bác về chỉ việc lắp pin vào đây, sau đó là các bác cắm sạc vào xong. Lắp cho em đúng đầu nhé. Ở đây nó sẽ có là phân biệt âm dương ở rõ trên này. Lắp cho em đúng đầu và các bác cắm trực tiếp điện 220 sạc. Sạc khoảng tầm 1 tiếng là pin nó sẽ đầy. Dòng này thì pin dung lượng của nó sẽ là 700mAh, dòng pin sạc điện áp 1.2V nhá. Đây em sẽ bóc ra để test cho bác xem về cái dòng pin của nó này. Đấy, dòng pin để nó có thể thắp sáng cái đèn này. Đây các bác mở ra nhá, mở này ra lắp cho em hai viên pin này vào. Pin là pin sạc. Đấy, lắp vào bật công tắc này. Đấy, đèn sáng nhá, đèn dầu sáng này. Đấy, đèn dầu sáng thì mình có thể mua cái pin này về cũng có thể là lắp luôn một cái đèn dầu cho em ok. Đấy. Đèn dầu hiện tại bên em đang bán là 40k nhá, không bao gồm pin. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm cả bộ là cả pin và cả sạc như này thì cả bộ là 4 viên pin nhá, cả bộ 4 viên pin và bao gồm cả một cái sạc này nữa thì giá sẽ là 70.000 một bộ nhá. Lên mã em sẽ là bộ sạc pin tiểu này. Sạc pin tiểu 70.000 một cái bộ sạc pin tiểu này. Đấy, thì bao gồm là một sạc và 4 viên pin đi kèm. Còn nếu mà các bác nói chung là nó phù hợp với lại cái đèn dầu thì em quay chung, còn các bác có thể mua riêng như nào cũng được. Và nhớ cho em là dòng này là dòng pin sạc nhá, pin sạc chứ không phải pin dùng một lần, nghĩa là các bác dùng xả hết pin và khi mà hết pin thì các bác lại lắp vào cái đốc này, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 thì nó sẽ sạc pin và nó sẽ lại đầy pin, và đầy pin thì các bác lại dùng hết thì mình lại sạc, có thế thôi đó. Đèn dầu là 80k, còn là sạc pin tiểu thì là 70.000 một bộ nhá. Đây một bộ, đây một sạc và
40 mm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây quạt cổ này, quạt đeo cổ, lên mã em sẽ là quạt đeo cổ nhá. Đấy, về để các bác sử dụng trong mùa hè này, rất là mát luôn đấy. Này các bác lao động làm việc mình đeo cổ rất là hay. Đây. Bật lên này. Đấy. Đấy, quạt chạy này, rất là mát luôn, dòng quạt không cánh nhá, chạy rất là êm. Đó, 3 cấp độ gió. Đấy, thấy không? Như động cơ phản lực luôn nhá, vít tên khỏe lắm, mát lắm ạ. Đấy, dùng rất thích các bác đeo cổ. Con này có thể là nó các chế độ là có thể được gập ra mở ra như vậy được. Đấy, các bác đeo vào cổ mình là xong. Và hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dùng. Đây là phần chân sạc này. Còn đây là cái dây sạc đi kèm. Các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình để các bác sạc pin cho đẹp. À sạc điện cho quạt nhá, sạc điện cho quạt. À, sử dụng nguồn điện DC 5V đấy là các bác sạc cho quạt thôi. Báo giá bác luôn. Lên mã em sẽ là quạt đeo cổ. Giá hiện tại mình em đang bán sẽ là 90k một cây nhá. Quạt đeo cổ này. Quạt đeo cổ 90k cho một cái cây quạt đeo cổ nha.